Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh và sau đây là những nội dung đáng chú ý. Với khối lượng tư liệu, hình ảnh, hiện vật đồ sộ tại triển lãm thành tựu Quảng Ninh 60 năm, chắc chắn mỗi người đều có thể tìm thấy một phần ký ức của bản thân mình. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lạng Sơn đã tích cực ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Ngành hải quan nói chung và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng nói riêng luôn nỗ lực chủ động triển khai công tác chuyển đổi số. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại quảng trường 30 tháng 10 thành phố Hạ Long đã diễn ra chương trình tổng duyệt lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. Chương trình tổng duyệt gồm phần nghi lễ diễu hành hưởng ứng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh của 36 khối diễn với hàng nghìn người. Màn chống hội có quy mô lớn nhất Việt Nam, chương trình nghệ thuật đặc sắc, đậm nét về văn hóa, tinh thần và ý chí của con người vùng mỏ với nhiều ca khúc. Tại buổi tổng duyệt, ban tổ chức đã trực tiếp rút kinh nghiệm từng nội dung để lễ kỷ niệm diễn ra thành công, nêu bật được lịch sử truyền thống vẻ vang cũng như những thành tựu trong quá trình 60 năm xây dựng và phát triển của tỉnh Quảng Ninh. Chương trình lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh sẽ chính thức khai mạc vào lúc 19:30 tối ngày 28 tháng 10, dự kiến có trên 10.000 đại biểu tham gia. Triển lãm thành tựu của tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm hình thành và phát triển đang diễn ra tại Cung Quy hoạch Hội chợ và Triển lãm tỉnh. Triển lãm đang thu hút nhiều người dân đến tham quan bởi với khối lượng tư liệu, hình ảnh, hiện vật đồ sộ nhất từ trước tới nay. Chắc chắn mỗi người đều có thể tìm thấy một phần ký ức của bản thân mình trong đó. Khi nghe thông tin về triển lãm quy mô lớn với chủ đề Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Đoan dành trọn vẹn một buổi chiều để tới tham quan. Đi qua từng phân khu của triển lãm, ngắm nhìn từng tác phẩm nghệ thuật, tư liệu, hiện vật được trưng bày, những ký ức của một người đã sống tại mảnh đất Quảng Ninh từ năm 1965 đến nay cứ hiện lên trong ông như một thước phim tua chậm, sống động, đầy cảm xúc tự hào. Thời gian đầu đấy, tôi mới nhận công tác, khi mà đi công tác thì vất vả lắm. Chỉ cần đi đây xuống đến Cẩm Phả là cũng phải ngủ tối ở đấy rồi. Cái điều kiện đi lại nó rất khó khăn. Mà chúng ta đi thì có tay sách đấy, mang rồi những máy móc, nhiều lúc cũng thấy vất vả. Nhưng đến bây giờ đấy, thì tất cả những cái phương tiện đi lại của tỉnh mình nó đã rất đầy đủ. Mà những cái đó thì chúng tôi mong cũng không được. Quê tôi không ở đây, thế nhưng mà đến giờ đã ở đây, ở Quảng Ninh rồi, mà muốn sống ở được hưởng mọi cái hạnh phúc ở Quảng Ninh này. Từng công tác lâu năm trong ngành y tế, rồi hoạt động hăng say trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghệ sĩ Duy Đoan đã chứng kiến từng đổi thay, từng thăng trầm của Quảng Ninh trong suốt gần 6 thập kỷ qua. Từ một tỉnh chủ yếu dựa vào sự trợ cấp của Trung ương, đến một Quảng Ninh với quy mô nền kinh tế hơn 300.000 tỷ đồng của ngày hôm nay. Và mỗi một người công dân như nghệ sĩ Duy Đoan, dù ở công việc, vị trí nào, đều đã đóng góp một phần công sức, tâm huyết vào chặng đường vượt khó vươn mình ấy của Quảng Ninh. Tôi đã đi tất cả những cái xã phường của trong tỉnh này trong thời gian còn công tác, thấy nhiều cái cảnh đẹp quá. Nhưng mà trong tay mình này có ít phương tiện, dù mặc dù là phương tiện lúc bây giờ nó chỉ là cái máy phết 3, phết 2, cái máy Zenith thôi. Thế nhưng cũng ghi lại được những cái hình ảnh, cái phong cảnh đẹp đồng bào dân tộc ở sinh sống, ghi đây để làm kỷ niệm cho. Và mãi đến sau này khi nghỉ hưu thì tôi mới chuyển sang bên nhiếp ảnh, có điều kiện lại đi tiếp để xem cái sự phát triển đổi mới. Hơn 1.500 hình ảnh, 40 clip, 230 hiện vật quý giá được trình bày theo 5 khu vực, mang đến cho công chúng một cái nhìn toàn cảnh về những dấu ấn đáng nhớ nhất trong chặng đường xây dựng, phát triển của tỉnh Quảng Ninh ở mọi lĩnh vực, từ khi thành lập đến nay và tầm nhìn định hướng phát triển đến năm 2050. Đặc biệt, một khối lượng thông tin đồ sộ như vậy cũng trở nên dễ tiếp cận, sống động, hấp dẫn hơn khi được áp dụng nhiều công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Với quy mô và tính chất của một cái video clip 3D mapping tái hiện lại được 60 năm hình thành và phát triển, chúng tôi cũng sử dụng những thiết kế độc bản. Ở đây là những họa sĩ, những chuyên gia
cũng đã dành rất là nhiều tâm huyết để tạo ra những hình ảnh vô cùng đặc sắc, tạo ra một trải nghiệm rất là khác thay vì những khung cảnh mà như thông thường chúng ta vẫn xem là sử dụng những hình ảnh tư liệu thật, thì chúng tôi đã biến trở thành những cái đồ họa rất là độc đáo và khác biệt. Ngoài sự công phu trong lựa chọn, sưu tầm tư liệu hiện vật, việc kết hợp giữa trưng bày truyền thống và áp dụng công nghệ hiện đại mang đến cho khách tham quan một hình dung về dòng chảy đổi mới, sáng tạo, không ngừng nghỉ của tỉnh Quảng Ninh, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, thiên nhiên tươi đẹp, con người cần cù, giàu sức sáng tạo. Và dù là ai, ở lứa tuổi nào, khi hòa mình vào không gian sống động của triển lãm này, chắc chắn sẽ có những suy ngẫm riêng về trách nhiệm của một người công dân với mảnh đất quê hương thân yêu, nơi mà cố giáo sư Vũ Khiêu từng gọi một sản phẩm có 102, vừa là của tạo hóa, vừa là của chính con người. Vượt lên những hạn chế về địa hình miền núi, sông suối cách trở, huyện Sơn Động là một trong những địa phương của tỉnh Bắc Giang thực hiện tốt việc xóa bỏ các điểm trường lẻ ở thôn bản, đưa con em đồng bào dân tộc thiểu số ra trung tâm xã để nuôi ăn học. Chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận cao của phụ huynh học sinh. Trường mầm non Dương Hưu có 3 điểm trường lẻ, điểm xa nhất hơn 6 km. Các điểm này đa số là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Để từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, năm học này, nhà trường đưa 27 học sinh ở điểm trường lẻ thôn Thán về trung tâm xã, cách điểm trường chính hơn 2 km. Việc xóa điểm lẻ này đã tạo được sự đồng thuận của người dân. Tôi rất đồng thuận với nhà trường, vì bây giờ trên trường lẻ này thì là nó không đầy đủ tiện nghi này. Bây giờ xuống khu trường chính thì đường sáng tiện lợi này, xong rồi xuống đấy thì đầy đủ tiện nghi cho các con học này, vui chơi này. Nói chung là có nhiều hoạt động trải nghiệm so với các trường lẻ ở đây. Rất là đồng thuận với các nhà trường, bởi vì đây ra đấy, ở từ chỗ điểm lẻ của tôi đây là ra chỗ trường vào 2 cây. Thì nhưng mà tôi thấy bây giờ nói chung là đường đi nó cũng thuận tiện, thì cũng chẳng có gì mà vất vả với chúng tôi cả. Để được cho phụ huynh hiểu rõ được cái nội dung mà dồn điểm trường này về, thì chúng tôi đã có một cái buổi họp phụ huynh trực tiếp với cái điểm trường thôn đó để phụ huynh nắm được. Thế và dồn các cháu về điểm trường điểm chính thì sẽ, thứ nhất là đảm bảo về cơ sở vật chất, thứ hai nữa là được học ở một cái môi trường được đầu tư về trang thiết bị đầy đủ hơn. Thế và để nhằm cái mục tiêu như thế để chúng tôi nâng cao cái chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục. Để đáp ứng tốt mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, huyện Sơn Động đã ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất điểm trường chính, tăng cường trang thiết bị dạy học theo yêu cầu mới. Do vậy, từ một huyện miền núi có 90 điểm trường lẻ tập trung ở bậc mầm non và tiểu học, thì đến nay địa phương này đã xóa được 39 điểm trường khó khăn. Để chuẩn bị được dồn được các điểm lẻ thì nhà trường đã xây dựng cái lộ trình dồn, không dồn một lúc mà dồn trong mỗi năm dồn một điểm lẻ. Và bên cạnh đó, song song với việc đó là chúng tôi chuẩn bị cơ sở vật chất để dồn, ví dụ như là tham mưu để xây dựng các cái phòng học, các điều kiện học tập tốt hơn và tổ chức cái bán trú cho các em ở xa có điều kiện đến lớp học. Cái việc sáp nhập thì đã được triển khai quán triệt đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên ngành giáo dục, đặc biệt là đứng đầu các trường mầm non, tiểu học. Thế trong quá trình thực hiện thì cũng còn có những khó khăn, thế tuy nhiên nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và đối thoại với phụ huynh học sinh nên cái công tác dồn các điểm lẻ ở Sơn Động diễn ra được phụ huynh rất là ủng hộ. Việc từng bước xóa các điểm trường lẻ góp phần đưa công tác giáo dục của huyện Sơn Động ngày càng có chuyển biến tích cực. Có cơ sở vật chất, môi trường học tập tốt hơn cùng với những chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước. Đây là nguồn động viên rất lớn, tiếp sức các em đến trường. Thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lạng Sơn đã ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó, thay đổi phương pháp giảng dạy, giúp người dạy và người học phát huy sự chủ động, khả năng tư duy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương. Tại trường Trung học Phổ thông Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tất cả các lớp học đều được trang bị máy chiếu, màn hình TV có thể kết nối Wi-Fi. Các giáo viên cũng đều có laptop để kết nối với TV, phục vụ cho công tác giảng dạy. Qua đó đã thúc đẩy giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các tiết dạy. Bên cạnh đó, nhà trường cũng lắp đặt hệ thống camera giám sát, giúp thuận lợi trong hoạt động quản lý, đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường. Nhà trường sẽ hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang bị hệ thống công nghệ thông tin, ví dụ như là có máy tính, TV, nối mạng,
ở tất cả các lớp học để có thể phục vụ tốt cho việc dạy học trực tuyến, đảm bảo tỷ lệ dạy học 5% đối với mỗi môn học. Không riêng trường Trung học phổ thông Cao Lộc, mà hiện nay việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy cũng được nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chú trọng. Tại trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tất cả 32 phòng học đều được lắp đặt TV, máy chiếu. Trong đó, ngoài 10 lớp chất lượng cao được nhà trường đầu tư, số còn lại đều được trang bị từ nguồn xã hội hóa. Mỗi tiết học, các cô đều tạo ra những bài PowerPoint, bài slide rất là sinh động và kết hợp với nhiều hình ảnh và văn bản từ ngoài sách giáo khoa ra. Và nó đã giúp chúng em có thể hiểu bài hơn và ngoài ra có thể biết hơn được nhiều kiến thức ở ngoài sách, khiến cho tiết học trở nên thoải mái hơn và vui hơn. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu trong thời đại công nghệ 4.0. Ở mỗi cấp học, đặc biệt là trong thời điểm áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới, việc ứng dụng công nghệ số lại càng trở nên quan trọng. Soạn giáo án điện tử, chia sẻ và khai thác các bài giảng điện tử, dạy học trực tuyến, đánh giá học sinh bằng học bạ điện tử hay đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến. Tất cả cho thấy chuyển đổi số đang hiện hữu rõ nét trong môi trường giáo dục tại Lạng Sơn. Chuyển đổi số đã hỗ trợ rất đắc lực cho giáo viên chúng tôi trong quá trình soạn giảng. Trên không gian số thì nguồn học liệu rất là phong phú, đa dạng và sinh động. Các học sinh mà khi mà tham gia các bài giảng có sử dụng chuyển đổi số thì rất là tích cực, hào hứng và tiếp thu bài giảng rất là nhanh, hiệu quả. Hiện nay, 100% trường học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã sử dụng nền tảng số trong dạy và học trực tuyến. 100% giáo viên sử dụng chữ ký số, bỏ hoàn toàn học bạ và bảng điểm giấy. Những kết quả bước đầu là tiền đề quan trọng để Lạng Sơn hướng tới xây dựng mô hình giáo dục thông minh, đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay. Đoàn công tác của Tổ chức Phòng chống mù lòa châu Á vừa làm việc tại Bệnh viện Mắt Hải Phòng. Trong thời gian 2 ngày làm việc tại thành phố Hải Phòng, đoàn sẽ tiến hành hội chẩn phẫu thuật miễn phí cho 18 bệnh nhân có bệnh lý dịch kính võng mạc, bong võng mạc, đục thủy tinh thể sang chấn. Thời gian qua, Bệnh viện Mắt Hải Phòng đã triển khai nhiều kỹ thuật cao và kỹ thuật khó. Hàng năm, bệnh viện khám cho gần 50.000 ca bệnh, thủ thuật trên 30.000 ca, phẫu thuật cho gần 10.000 ca. Bệnh viện đã tiến hành ghép giác mạc thành công cho 2 ca bệnh, ghi tên bệnh viện trong bản đồ ghép giác mạc Việt Nam và trên thế giới. Tôi rất vui mừng lúc khi nghe được bác sĩ báo là có cái chương trình này. Tôi cũng mong là được cái sự hảo tâm tất cả mọi người chữa cho tôi cái mắt. Vì nếu mà mắt có làm sao thì không nhìn thấy gì thì buồn. Thứ nhất là buồn cho mình, hay buồn cho gia đình. Tôi rất cảm ơn tất cả. Đã kiểu như là cho chúng tôi được mổ được mắt thì sáng đã. Thông qua Tổ chức Phòng chống mù lòa châu Á, đã có hơn 15.000 bệnh nhân nghèo tại Việt Nam được chữa mắt miễn phí. Nhiều thiết bị máy móc phục vụ cho ngành mắt tại một số bệnh viện trên cả nước cũng được tổ chức này tài trợ, góp phần giúp cho người bệnh tìm lại được ánh sáng, cải thiện thị lực, nâng cao chất lượng cuộc sống. Chuyển đổi số là xu thế tất yếu. Chính vì vậy, thời gian qua, ngành hải quan nói chung và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng nói riêng luôn nỗ lực chủ động triển khai công tác chuyển đổi số phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế, đem lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và sản xuất thiết bị phụ tùng xe ô tô. Việc ngành hải quan đẩy mạnh chuyển đổi số đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều nhân lực và chi phí. Khi mà còn hải quan giấy thì chúng tôi vẫn mất nhiều thời gian để chờ đợi xếp lốt để được thông quan. Nhưng còn hiện tại thì chỉ cần có phần mềm hỗ trợ khai báo hải quan là eCert thì chúng tôi có thể truyền dữ liệu từ doanh nghiệp đến cơ quan hải quan thông qua phần mềm, các chứng từ kèm theo sẽ giảm thiểu được thời gian để mang chứng từ lên cơ quan hải quan. Thủ tục hải quan nhanh gọn, giúp giải phóng hàng nhanh. Các doanh nghiệp cũng hạn chế được việc phải lùi hoặc hoãn với đối tác do vướng mắc thông quan. Cùng với sự phát triển của đất nước, ngành hải quan đã đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa. Trong đó, ứng dụng công nghệ thông tin được coi là động lực và chìa khóa của tiến trình cải cách, phát triển và hiện đại hóa. Hiện nay thì Bộ Tài chính cũng đã ban hành quyết định và phê duyệt việc xây dựng công nghệ thông tin hiện đại hóa hải quan, tiến tới hải quan số, hải quan thông minh. Chúng tôi đã tham gia tích cực với Tổng cục Hải quan, thành lập các cái tổ, các cái nhóm làm việc
và đặc biệt là trong tháng 10 và tháng 11 này thì liên tục sẽ tham gia các cuộc họp, tham gia vào sửa đổi quy trình nghiệp vụ cũng như là tham mưu cho Tổng cục để ban hành thay thế các quy trình cũ, và đồng thời cái đó thì là cũng đưa ra các bài toán nghiệp vụ để xây dựng cái hải quan số, hải quan thông minh. Trước mắt thì sẽ thực hiện cái việc hiện đại hóa trong khâu thông quan để giảm cái thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. Hiện nay, hệ thống thông quan tự động VinacVisit đã được triển khai đến 100% chi cục hải quan trên cả nước. Năm 2022, hệ thống xử lý khoảng hơn 14 triệu tờ khai xuất nhập khẩu, trong đó hơn 65% tờ khai luồng xanh với thời gian thông quan chỉ trong vòng vài giây. Tích cực triển khai công tác chuyển đổi số, ngoài việc tham gia nghiên cứu xây dựng các bài toán nghiệp vụ, toán tin học hóa, số hóa công tác quản lý, điều hành và hỗ trợ tác nghiệp của đơn vị, Cục Hải quan Hải Phòng còn tăng cường tham mưu giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực cảng biển, dịch vụ logistics và xây dựng kho dữ liệu dùng chung của thành phố. Những năm trở lại đây, trên địa bàn thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh không ghi nhận tình trạng tái phạm tội đối với những trường hợp được đặc xá, tha tù trước thời hạn. Đây là kết quả của sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị phối hợp với lực lượng công an trong công tác tái hòa nhập cộng đồng. Sinh ra và lớn lên tại thành phố Uông Bí, ông Vũ Hồng Đào chuyển vào miền Nam sinh sống, lập nghiệp với nghề sửa xe máy rồi vướng vòng lao lý. Trở về địa phương sau khi mãn hạn tù, ông Đào quyết tâm làm lại cuộc đời. Với sự giúp đỡ của gia đình và chính quyền địa phương, ông được vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, mở một cơ sở sửa chữa xe máy. Tự tâm tôi gạt bỏ hết tất cả để tôi làm lại cuộc đời. Tôi đã có cái tay nghề trước rồi, cho nên là tôi cứ cố gắng chịu khó để tôi làm ăn. Những người có quá khứ lầm lỗi như ông Đào khi trở về địa phương đều nhận được sự quan tâm, cảm hóa rất lớn từ lực lượng công an, chính quyền, đặc biệt là các tổ chức chính trị xã hội ở khu phố, giúp họ nâng cao nhận thức pháp luật, vươn lên xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng. Chúng tôi là cũng thường xuyên qua lại gia đình đấy để động viên này, đồng thời là cũng gợi ý trong một số nét làm ăn nó thuộc cái phạm vi mà trên địa bàn mà công dân là người ta bình thường dễ sống nhất, nếu mà người ta cảm thấy phù hợp thì là cũng là sẽ là cùng với lại các cái ban ngành đoàn thể trong khu phố đấy là hợp tác lại và chung tay giúp đỡ. Sau khi họ trở về địa phương thì chúng tôi cũng chỉ đạo công an lập hồ sơ, và thứ hai nó cũng chỉ đạo khu dân cư phối hợp với công an phường phối hợp để chúng ta quản lý, có cái trường hợp nào mà đi khỏi địa phương hay có những diễn biến nào bất thường là báo cáo kịp thời công an phường mới cả là ủy ban phường để có phương án xử lý kịp thời. Đến nay trên địa bàn thành phố Uông Bí có hơn 740 người lầm lỗi đều đã được quản lý, giáo dục, giúp đỡ đúng quy định pháp luật. Trong đó trên 230 người đã có việc làm ổn định. Uông Bí cũng là địa phương xây dựng có hiệu quả mô hình mở lối về cho người lầm lỗi từ giữa năm 2021. Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện cái mô hình này thì chúng tôi thấy là có những cái chuyển biến rất là tích cực. Cái hiệu quả là cái tỷ lệ tái phạm tội của những người mà đã có một thời lầm lỗi là hạ xuống rất là thấp, bây giờ là còn chỉ là 1,6%. Người lầm lỗi sau khi hoàn thành án phạt tù trở về địa phương được quan tâm, tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống là một trong những yếu tố giúp kéo giảm tình trạng tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Qua đó góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Uông Bí. Tỉnh Bắc Giang phấn đấu đến hết năm nay phát triển thêm từ 1 đến 2 sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch. Toàn tỉnh hiện có 14 khu điểm du lịch đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận. Có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch với 3 loại hình du lịch chính là văn hóa tâm linh, lịch sử văn hóa và sinh thái nghỉ dưỡng. Nhiều công trình văn hóa và kiến trúc nghệ thuật đặc sắc nổi tiếng tiêu biểu như di tích quốc gia đặc biệt Chùa Vĩnh Nghiêm, huyện Yên Dũng, những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế, di tích lịch sử chiến thắng Sương Giang. Tỉnh Bắc Giang có 5 di sản văn hóa được UNESCO công nhận là mộc bản Chùa Vĩnh Nghiêm, dân ca quan họ, ca trù, tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt, thực hành then của người Tày Nùng Thái ở Việt Nam. Đây là tiền đề trong việc lựa chọn sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP nhóm du lịch. Bản tin chuyển động Đông Bắc ngày hôm nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.